Xin chào các bạn, hôm nay tôi mới vừa nhận được một món quà từ người bạn. Thì chúng ta hãy cùng khui món quà ra xem trong đây là gì nhé. Xé quà luôn nha. Cái gì vậy? Trời ơi, cái thùng quà này nó chứa cái gì mà ghê quá vậy các bạn ơi? Tiếng còn gì vậy? Làm tôi sợ quá. Hả? Cái gì đây? À trời đất ơi, lại là một thằng nhóc rái cá. Hello, chào bạn, mình là người cá Tuy-un. Bạn có một gương mặt rất là khả ái, có thể làm quen với mình được không? Chào mừng bạn đến với nhà của mình. Hả? Bạn quay mặt đi à? Bạn không thích mình à? Đừng như vậy chứ, mình rất là thân thiện mà. Ghét ghê vậy đó, nhìn cái mặt dễ thương giống như là con gái. À, bạn đã chịu làm quen với mình rồi đúng không? Bạn đã nghe được âm thanh và hương thơm từ làn da của mình tỏa ra rồi đúng không? Bạn thích mình rồi chứ gì? Mình biết mà, mình cũng có sẵn một món quà dành cho bạn đây, đừng có mắc cỡ. Tụi mình hiểu ý nhau mà đúng không? Nếu bạn là con gái thì mình sẽ đặt tên cho bạn là Na. Nếu bạn là con trai thì mình sẽ gọi bạn là Ti. Bạn có thể cho mình xem hàng của bạn được không? Để mình biết mà tiện đặt tên cho bạn đó. Cho mình xem chim. Chưa được hả? Bạn đang bú hả? Ok, bạn cứ bú xong đi rồi mình sẽ xem hàng của bạn sau cũng được. Hai, bạn biết mình đang cho bạn uống sữa gì không? Sữa này là sữa mình đang uống đó bạn. Vinamilk không đường. Đàn anh đàn chị của bạn đều uống sữa Vinamilk bịch. Còn mình kỳ này là mình cho bạn uống sữa Vinamilk hộp. Nếu bạn mà ỉa chảy thì mình sẽ đổi cho bạn sữa Vinamilk bịch, vì mình muốn thí nghiệm rằng loại sữa này có tốt cho bạn hay không. Bạn cứ uống thì thử đi nha, ok không? Sao bạn dễ thương quá vậy? Mình chưa thấy bạn nào dễ thương như bạn luôn á. Trời ơi, bạn dễ thương đáng yêu gì đâu á. Tại sao người ta lại bắt bạn hoài vậy? Mà người ta bắt, người ta bán cho mình mới ghê chứ. Hả? Bạn cũng không biết tại sao bạn nhớ mẹ à? Ai, phải nhớ mẹ thôi. Mẹ sinh mình ra mà mình không được ở bên mẹ thì buồn lắm. Mình cũng không muốn mua bạn đâu, nhưng mà mình không mua bạn thì không được. Bởi vì người ta sẽ bán cho bạn gặp những người không có điều kiện chăm sóc tốt như mình. Bạn sẽ bị chết, bạn sẽ bị tuyệt chủng. Chỉ có mình mới cứu được bạn thôi, bạn hiểu không? Cho xem hàng đi nha, để tiện xưng hô và đặt tên. Oh shit, bạn là con gái à? Oh man, bạn là con gái. Ôi, mình đoán không sai mà. Mình thấy bạn đẹp gái quá trời. Chưa có thằng con trai nào khuôn mặt khả ái như bạn hết. Bạn có biết bạn đẹp gái lắm không? Hên quá đi. Nếu vô tay mình đó nha, mình sẽ nuôi cho bạn tốt. Mình sẽ kiếm những người tốt để nuôi bạn. Sau này, bạn sẽ giúp mình nhân giống đàn em của bạn. Con cháu của bạn sẽ không bị tuyệt chủng. Ok. Bây giờ tên của bạn sẽ là Na. Bạn sẽ là một thành viên trong gia đình của người cá Tuy-un tạm thời thôi. Bạn phải uống sữa. Mình đang cho bạn uống loại sữa tốt nhất các bạn nè. Mình chỉ cho bạn bú tuyệt chiêu nè. Mình chỉ cho bạn bú tuyệt chiêu. Open da mau. Mình sẽ sục bình sữa như vậy nè. Bạn nhậm chắc bình sữa nha. Mình sẽ bóp vào nấm vú bình sữa. Nè, mình sẽ bóp hơi hơi nè. Sao bạn thấy sao? Không được hả? Ok, để mình cầm cho bạn bú. Bạn biết là bạn dễ thương lắm không? Mình cho bạn đi ỉa đó mà bạn sẹt sẹt cái gì mà sẹt. Ngoan nè, bú bú bi bi. Trong phân của nó có nhiều ký sinh trùng. Các bạn có thấy là cái phân của nó đỏ đỏ
và nó bể ra giống như nước hết không, nó đang bị bệnh đó. Thì bây giờ tôi sẽ cho nó uống thuốc, nếu mà nó không rơi vô tay của tôi Un, nó mà không gặp tôi là nó sẽ chết, bảo đảm đưa khoảng một tuần nữa nó sẽ chết. Chết rất đau đớn, bởi vì tôi rất muốn mua trái cá, mặc dù là không muốn mua nhưng phải mua để tôi cứu tụi nó. Chỉ có tôi mới giải cứu được cho tụi nó và những người buôn bán trái cá họ cần tôi, mặc dù tôi rất ghét họ luôn, nhưng mà họ cứ bắt hoài, tôi không mua là họ sẽ ăn thịt và tôi phải giải cứu cho tụi nó. Đó là nhiệm vụ của người cá. Làm quen với em đi. Thấy em dễ thương không? Làm em sợ nữa hả? Thôi, đừng làm em sợ nha. Thôi em nó không thích này rồi, đi ra chỗ khác luôn. Ra làm quen không? Làm quen kiểu gì vậy? Làm quen kiểu gì vậy? Làm quen mà làm người ta sợ vậy đó. Sao cái giọng của con là rái cá lông mượt mà sao cái mình của con không giống rái cá lông mượt vậy? Màu lông của con kỳ quá vậy con. Rồi ra làm quen với mấy anh đi, chơi với mấy anh đi, mấy anh thương mấy anh em à, nhà có mấy anh em mà phải thương yêu nhau, hiểu không? Sao con vui không? Thôi rồi, còn đây là nhà mới của con, chiếc hộp tình yêu. Đây là ngôi nhà mới của con mà người cá dành cho con vô đây con ở ha. Con ở trong chiếc hộp tình yêu của Tuyôn để tôi đuổi tụi nó đi hết. Ở đây trong đây. Ê, mấy bay dành em dữ vậy. Vô hộp tình yêu, vô hộp tình yêu ở. Rồi, ở yên trong đó. Không được quấy rối em nghe chưa. Đó, đúng rồi đó, không được quấy rối em á. Baby, con thấy căn phòng mà người cá dành cho con thấy sướng không? Nhưng mà để cho yên tâm, để mấy con mèo ba tư nó không có quấy rối con á, tôi cho con vô lòng nha. Ha, đi vô lòng ha. Cái chiếc hộp tình yêu này tôi thấy là nó không có hợp với con rồi. Con quá lớn rồi đó baby, con phải vô cái chuồng này ở, mấy con mèo nó không có làm phiền con ha. Vô lồ chuồng hả? Thôi con.